Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội của nhà văn Phùng Quán. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bị nhốt trong nhà lao Thừa Phủ, ngoài chịu cực hình đòn roi tra tấn của bọn giặc, Lượm, Thúi và các bạn du kích, Liên Lạc Viên còn chịu sự bắt nạt của bọn tù trộm cướp Lép Sẹo. Cũng ở nhà lao Thừa Phủ này, Lượm biết được chỉ huy trưởng mặt trận khu C dập vệ To Đầu đã bị bắt. Lượm và các bạn họp thành đội bên giật nhau và giúp đỡ các anh tù chính trị bị biệt giam ở dãy Ca Sô Âm Phủ. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội của nhà văn Phùng Quán qua sự thể hiện của Vân An và Xuân Quang. Khi mô thì đội mình ngủ tập trung. Một đứa là liên lạc của bộ đội địa phương quyền Hương Trà hỏi Lượm. Ngày tối nay, nhưng lấy chỗ mô mà ngủ cho đủ cả đội. Một thực tế nan giải và gây gắt đặt ra cho Lượm, làm nó ngồi lặng đi một lúc, sững sờ, bối rối. Các bạn đang ngồi ở đây, từ trước đến nay ngủ tản mát, mỗi đứa một nơi, ở cả hai ba tiên măng. Đêm qua lần đầu tiên, Lượm, Ngạnh, Thúi, Lanh ngủ cùng với nhau một chỗ. Chỗ ngủ quá chật, bị người lớn chen lấn phải dồn sát đến gần cầu tiêu. Nếu nằm sát hơn nữa thì phải nằm lên cước và nước đáy, từ trên cầu tiêu tràn xuống. Bây giờ thêm 7 đứa nữa, thì lấy đâu ra chỗ? Nhưng nếu cứ ngủ tản mát mỗi đứa một nơi như cũ, thì cái đội mới thành lập ra này sẽ rã ra như một giấc cơm ngâm nước, mỗi hạt cơm tự nhiên rời khỏi giấc cơm. Lành nói cho Lượm biết tụi băng Lép Sẹo cũng ngủ chung thành một dãy dài ở bên Ba Ti Măng 2. Chỗ mà Ngạnh sợ hãi không dám nằm ở đằng kia là Lép Sẹo chiếm thêm để thỉnh thoảng hắn sang nằm chơi với người tù lớn tuổi, vốn trước đây là một tên du côn kết thân với hắn. Cuộc đời chiến sĩ và quốc đoàn tuy còn rất ngắn ngủi, nhưng cũng đã dạy cho Lượm một điều quan trọng. Điều kiện trước tiên để làm sức mạnh của một đơn vị chiến đấu là phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Thằng đầu trộm đuôi cướp cũng khôn ngoan như vậy. Lượm cay đắng nghĩ bụng. Không phải vô cớ mà Lép Sẹo cho cả băng hắn ngủ tập trung thành một dãy. Lượm chán ngán đưa mắt nhìn khoảng còn lại trong Ba Ti Măng, lầy nhầy cước đáy và dòi từ trên trần nhà rơi xuống lợp bợp như gạo rắc. Những con dòi lông lá ngo ngoe, đang bò thành đàn, thành lũ. Muốn ngủ được phải quét dọn sạch nền xi măng, nhưng vô ích. Chỉ sau một đêm là nước phân ngập ngụa trên cầu tiêu sẽ tràn xuống tận chỗ nằm. Lượm đi lại chỗ mấy ông cụ nằm ở góc cạnh cửa ra vào, hỏi chuyện. Các cụ cho biết, ngày các cụ mới vào tù, cả hai hố tiêu đều không tắt, nhưng tù càng ngày càng đông, càng hỗn tạp, người ta nhét giấy dễ lao, cả đất đá nữa xuống lỗ, tích tù lại, lâu ngày quá tắc. Có cách chi thông cho hết tắc không cụ? Thầy nhớp nhua, hồi hám quá, nên cũng đã có nhiều người tìm cách thông, họ lấy gậy thọc, uống dây thép rồi móc, nhưng không có ăn thua gì hết. Càng thông càng móc. Lại càng tắt hơn. Ông cụ bị bắt vì có con trai là vợ quốc đoàn, nhìn về phía hai cái cầu tiêu nói. Chứ có người mô dám cả gan thọc tay xuống lỗ, mòi hết những cái thứ mà kẹt ra, thì mai có thể thông được. Bọn trẻ xúm lại quanh ông cụ, trợn tròn mắt, nhao nhao hỏi. Thọc tay vô giữa cái dũng cứt đái lèo bèo đó hả cụ? Phải đâu các cháu à, nhưng gom ghiếc dữ đứa ai mà dám. Nếu thông được, thì tụi cháu cũng không ngán cụ à, chỉ lo là không thông được thôi. Tay mật thám an ninh tụi cháu không có ngán, ngán chi cái đồ cứt đái đó. Trong cơn cấu giận, Lượm bật lên nói như vậy, nhưng nói xong nó bất giác trùng mình. Sự chơ vẩn đến mức kia gây cho Lượm cái cảm giác kinh khiếp, còn hơn cả những trận đòn tra tấn của tụi an ninh. Nghe nói vậy các bạn đều trố mắt nhìn Lượm. Chắc là anh nói trạng chơi, chứ đời mua anh dám móc.
Những cặp mắt của các bạn như nói với Lượm như vậy. Chính cái vẻ nhìn đó đã làm Lượm nổi xung, muốn liều mạng. Em Dục cởi phăng áo, nói với Ngạnh và Thúi, giọng như quát. Hai đứa bay chạy ra cái chỗ hố phân, xích cái thùng hút cứt vô đây cho tao lẹ. Để tôi lấy cho, tôi biết chỗ. Lanh miệng nói, chân chạy ra khỏi ba ti măng. Thúi nhìn Lượm, run rẩy hỏi. Anh Lượm, anh móc thiệt hả? Tao đã nói từ giờ trở đi, mày đừng có hỏi tao câu đó. Thiệt à, tao đã nói láo với mày bao giờ, hả? Và ngay lúc đó, Lượm chợt hiểu rằng bây giờ mình không còn thụt lùi được nữa. Nó đã qua sông và chặt cầu sau lưng. Nếu nó đi thụt lùi, cái đội mới lập này sẽ lập tức tan rã và các bạn không ai tin mình nữa. Và tụi băng lép xẹo sẽ xông vô ăn thịt mình. Thằng Lanh chạy vào, tay xách cái thùng sắt, rỉ chuyên dùng để hút phân. Nó lót miếng giấy ở chỗ tay xách, mặt ngoảnh sang một phía khác như lúc người ta xách con chó chết hay con mèo chết đã có giòi. Lượm lẳng lặng cầm lấy cái quay thùng, ném miếng giấy lót quay vào thùng, rồi bước thẳng tới dãy cầu tiêu. Với vẻ bất cần của người quyết liều mạng, nó lội luôn vào dũng phân lỏng bỏng, nổi lều bèo những giấy, những dẻ rách, và từng đám giòi ngo ngoe, ngọ nguậy, trèo lên những vật nổi lều bèo đó, thành từng núi như núi rác. Chúng lập tức bám vào hai ống chân Lượm và ngo ngoe ngọ nguậy, trèo ngược lên phía đùi. Vẻ mặt Lượm lúc này là vẻ mặt của người sắp nôn ọe. Đứng từ xa, nhìn lại, các bạn đều nghĩ rằng Lượm sẽ nhào trở ra. Lượm đặt cái thùng xuống bên cạnh, rồi cúi xuống thọc tay vào dũng phân. Bọn trẻ rùng mình, tưởng chừng như Lượm đang thọc tay vào bếp than đỏ. Nhiều đứa bật kêu lên úi. Lượm móc lên một nùi chẻ, và giấy lầy nhầy phân, ném vào thùng. Nó móc tiếp, lôi lên từng nùi lớn nhỏ, nào giấy, nào chẻ, nào lá, nào cỏ, và cả gạch vụn, đá vụn. Cánh tay Lượm mỗi lúc thọc sâu xuống hơn, đến khuỷu tay, đến bắp tay, rồi đến tận nách. Mỗi lúc Lượm phải cúi gập người, mặt gần sát vào dũng phân. Lúc này Lượm phải đứng cao cổ hết mức để phân và giòi khỏi chạm vào cằm. Nó đã móc lên gần nửa thùng, những thứ mắc kẹt dưới lỗ cầu tiêu. Mùi thối xông lên nồng nặc cả ba ti măng. Đứng từ xa mà các cụ và bọn trẻ đều phải đưa tay bịt mũi. Cây tình chuối về quốc đoàn đến đồn hộ thành, đang dùng tay móc thông hố cầu tiêu. Chỉ một loáng đã lan khắp sân tù, sang ba ti măng hai và các dãy xà lim ca sô. Những người tù đau ốm, các cụ già, tụi tù con nít tò mò, hiếu kỳ, kéo vào đứng chen chúc trước cửa. Ngoài hành lang nhìn vào, họ thấy Lượm cởi trần, tấm lưng gầy dơ xương, đang chọc ngang những vết sẹo lằn roi, đang cúi gập người trên dũng phân giòi. Một cánh tay chống, phân ngập đến khuỷu tay, cánh tay kia thọc sâu xuống lỗ cầu tiêu, phân lúc đít ngách, mặt và cầm gần chạm những tảng phân lều bèo. Giòi lúc nhúc ngon ngoe bò lên lưng, lên cổ, lên đầu. Đứng ở xa mà nhìn cảnh tượng đó, nhiều người cũng phải sởn gai ốc và cảm thấy buồn nôn. Trong số này có một ông giáo trước kia dạy văn và triết ở trường quốc học. Ông bị bắt vì bọn mật thám lục soát tủ sách của ông, có những tác phẩm của các Marx và Engels. Hình ảnh người chiến sĩ thiếu niên trần lưng ngập người trong dũng phân và giòi bọ để thông cầu tiêu bị tắc, làm ông liên tưởng tới một trong 12 chiến công của những dũng sĩ thần thoại Hedwig. Hedwig đã dọn sạch phân rác cái chuồng ngựa 3.000 con của vua Enge tích tụ trong suốt 3 năm. Và trong khoảnh khắc, ông đã lĩnh hội một cách sâu xa hơn bao giờ hết ý nghĩa của biểu tượng hùng chỉ này. Ông lẩm bẩm, dọn sạch những nhơ nhớp đầu độc cuộc sống đồng loại là một trong những chiến công lớn lao nhất của con người. Mỗi lần Lượm rút cánh tay lên, lôi theo một nùi rác trộn lẫn với phân chà chòi, ném bột vào cái thùng sắt rỉ. Nét mặt nó hầm hầm, dữ tợn, giống hệt vẻ mặt lúc nó cởi lên bụng lép xẹo, túm tóc, giọng đầu hắn cung cấp xuống nền xi măng. Ọt ọt, từ lòng hú xí bất ngờ thoát ra một tiếng kêu như tiếng la nức vui mừng của người bị hóc xương lâu ngày, bất ngờ nuốt được cái xương khỏi cổ họng. Như có phép lạ. Cái dũng phân giòi lỏng bỏng trôi tuồn tuột xuống miệng hố, chỉ một chốc đã trơ nền xi măng. Tất cả những người chứng kiến không nén được vui mừng, nhảy hết cả lên, reo to, thông rồi, thông rồi. Nếu trên người Lượm không bê bết, phân giòi, chắc họ đã ùa tới công kênh nó lên dai. Không nói không rằng,
Lượm lại sụp sang cái cầu tiêu thứ hai, móc thông tiếp. Những thứ nó móc lên đã chất một thùng đầy có ngọn. Thông xong cái cầu tiêu thứ hai, Lượm chụp lấy quay thùng, xách bằng hai tay, với nét mặt hầm hầm, chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa Ba Tiên Măng. Những người đứng chen chúc trước cửa, vội vàng giặt hết ra hai bên. Lượm lao xuống mấy bậc tam cấp, lật lè, chạy ra cái hố lớn ở góc cuối sân lao, đổ ực cái thùng xuống đó. Các bạn trong đội ùa chạy theo sau Lượm. Rời khỏi cái hố mới chục bước chân, Lượm ngồi phịch xuống đất, kiệt sức. Thúi bậm môi bậm miệng, nhổ từng túm cỏ lớn, dày lại làm dễ lâu. Lâu phân chà dòi bê bết trên hai cánh tay, trên lưng, trên cổ Lượm. Nó vừa phủi những con dòi lông lá, bò trên tóc Lượm xuống đất, vừa khóc. Lanh, Ngạnh và các bạn đứa ống bơ, đứa chở đồ hộp, chạy ra hối nước múc nước, chạy vào, dội té tát lên người Lượm. Tụi bay múc nước vô cọ sạch nền xi măng, sửa soạn chỗ ngủ cho cả đội tối nay. Lượm kịp nó đến đó đã cúi gặp người, nôn thốc nôn tháo. Mặt nó tái mét, nôn đến mực xanh mực vàng. Nó vừa khạc nhổ, vừa nói với giọng giận dữ. Từ giờ trở đi nha, bất kể ai, cả con nít, cả người lớn. Đi ẻ ha, mà còn tọng giấy vẽ xuống lỗ hả? Tụi ta phải xúm lại, rỉ đầu xuống, bắt phải moi lên liền. Không moi á, thì cứ đập cho bể ốc. Sáng hôm sau, đó là ngày mà bọn lính ngục bắt tụi tù con nít phải dọn cầu tiêu của ai dạy Ba Tiên Măng 1 và 2. Cầu tiêu ở Ba Tiên Măng 2 cũng bị tắt như bên Ba Tiên Măng 1. Hầu hết tù người lớn đi làm cỏ vê. Trên sân lao lúc này, chỉ còn lại bọn tù con nít và mấy người già yếu. Lượm và các bạn trong đội đang ngồi trên thành bể xi măng giữa sân lao. Lượm kể chuyện cái đêm cùng với Tư Giác đi đại Trường Trơn, phối hợp với các anh lớn đánh đồn hộ thành. Nghe Lượm kể chuyện, nhưng mắt đứa nào cũng ngơ ngác nhìn về phía cửa Ba Tiên Măng 2, nơi tụi băng lép xẹo đang tụ tập. Chúng biết thế nào, bọn lép xèo cũng sắp sửa kéo đến gây sự, bắt chúng phải dọn cầu tiêu thay cho chúng như mọi bận. Không biết anh Lượm có dám đứng ra đối địch với tụi hắn không? Nhiều đứa nghĩ vậy. Tuy chúng đều công nhận Lượm gan liều cứng cổ, nhưng chúng vẫn cảm thấy tụi băng lép xèo đông hơn, mạnh hơn, liều mạng hơn, đặc biệt trong người đứa nào cũng có giác dao. Cảm giác lo sợ phấp phỏng trong lòng chúng mỗi lúc một tăng. Hôm qua đứa nào cũng nói hăng. Như lúc này sắp sửa vào trận, nhiều đứa run sợ muốn tháo lui. Không khéo tụi hắn đâm chết mình mất. Có đứa nghĩ vậy và tự nhiên tái mặt. Lượm cũng biết vậy nên nó cố tìm cách làm cho cả đội vững tâm bằng cách kể chuyện và làm bộ như không coi tụi lép xẹo ra mùi mẻ gì. Nó nghiến răng tự nhủ. Dù có bị tụi hắn súng lại đâm gục cũng phải đương đầu chống cự đến cùng. Mình mà tỏ ra hoảng sợ, đội sẽ tan ngay. Và nếu muốn sống, mình cũng phải đến nước, phải đi đấm bóp, gãy ghẻ cho tụi Ba Gia móc túi đó ngủ. Tụi hắn kéo đến, nhiều tiếng thì thào hoảng sợ cắt ngang câu chuyện của Lượm. Lượm ngoảnh lại, nhìn mấy đứa vừa thì thào, thấy mặt chúng đều tái nhợt, cặp mắt nó lóe ánh giận dữ, nói rít qua kẽ răng. Tụi hắn là cọp hay beo, mà ngó bộ các cậu muốn đái ra quần rước. Từ cửa Ba Tiên Măng, cả băng lép xẹo, 12 đứa đang rùng rùng kéo đến. Lép xẹo đi trước, tụi đàn em bám sát gót hắn, cả bọn vẻ mặt thằng nào cũng hùng hùng hổ hổ. Rõ ràng cái băng trộm cắp này kéo đến với ý định đánh nhau. Trước lúc kéo đến, lép xẹo nói với bọn đàn em. Bữa nay mà anh em mình không đập chết tụi hắn, thì anh em mình sẽ đến nước phải đi làm đại tớ cho tụi hắn. Trước nhất là tất cả phải nhào vô làm thịt thằng Máu Cứt, hắn là tên tử thù của anh em mình, biết chưa? Chà! Mặt mũi đứa Ngô coi cũng gớm kiết, chẳng khác gì mấy cái nùi rác mình móc lên dưới hố cầu tiêu. Lượm nheo mắt nhìn chúng nghĩ vậy, và quay lại nói với các bạn. Nè, khi nào nghe tao hô một tiếng là phải xông hết vô nghe. Lép xẹo cũng giống như hôm Lượm đập lộn với hắn, áo partisan lem luốc trộn thùng thình, phanh ngực, khoe cái đầu lâu và hai xương chéo xăm trên ngực, quần đùi xắn đến bẹn, thì ra trên cặp quần chéo ngang rúng. Cái cắn dao gầm, cái miệng hắn rộng hoác, cặp môi dày ngậm lắt lẻo một điếu thuốc quấn bằng dây báo, khuôn mặt hắn vẫn chưa tan hết dấu vết trận đòn hôm trước, hai má và môi trên bị dập thâm tím, hai ba cục u đỏ bầm trên trán,
nên trông càng thêm dễ du côn anh chị. Bọn đàn em, đứa nào một tay cũng đút vào bên trong bụng áo. Lành đứng đằng sau lượm, nói giọng run run. Anh chú ý, tay đứa mô cũng nắm cán dao giấu trong áo hết. Nghe vậy, cố hết sức mà lượm vẫn thấy lạnh chọc xương sống. Tao chấp. Lượm gằn giọng trả lời Lành, không quay mặt lại, và tự nhiên nó thấy tức tối với chính nỗi sợ hãi của mình. Thúi níu nhẹ cho áo lượm, nói gần như thì thầm. Hay anh để tôi la tiếp cứu cho bọn lính ngục chạy vô, nghe. Thôi, không cần. Tụi hắn tưởng anh em mình sợ, lại càng làm giá. Một cơn gió lốc thổi xoáy, làm tung bụi cát trên sân lao mờ mịt. Tụi băng lép xạo đứng lại, nhiều đứa đưa tay lên dụi mắt. Một ý nghĩa lóe sáng trong óc lượm, nó nói. Mỗi đứa dốc hai tay hai nắm cát, hễ tụi hắn rút dao ra là ném cát vô mặt luôn, xông vô, giật lấy dao. Rồi đập cho tụi hắn không kịp trở tay. Ngạnh nhét cái đinh 20 phân đã được mài nhọn quắt vào bàn tay lượm, nói. Anh cầm cái đinh đi, để tôi rảnh tay cầm cát. Không cần, ta không, tao chấp hết. Vẻ mặt và giọng nói cứng cỏi của lượm, tự nhiên làm các bạn trở lại vững tâm. Những ngày chiến đấu ở mặt trận Quế đã dạy cho nó một điều quan trọng. Trong giây phút hiểm nguy của trận đánh, một tiếng cười ngạo của người chỉ huy nhiều lúc làm cho đơn vị đủ sức chuyển bại thành thắng. Khi chỉ còn cách bọn lượm chừng 10 bước, lép xèo bỗng dừng lại. Lượm trẻ các bạn bước lên trước, hất hàm hỏi cả bọn. Tụi bay muốn cái gì? Lép xèo tránh không nhìn lượm, nói với bọn trẻ đứng sau lưng lượm, giọng hách dịch ra lệnh. Tụi bay đi vô ba tiên măng hai dọn cứt liền, sáng đi phải dọn cứt tụi bay không nhớ à? Đứa mô bỏ việc thì chớ có trách đại ca lép xèo này. Mẹ đập hơi bị nặng tai đó nghe. Hắn giả giọng các mẹ, rồi giả giọng tay sai khiến tù làm cỏ vê. A Lê, mau lên, giết Minh, mau lên. Bọn thằng em hắn cười hi hi khiêu khích, lượm nghiêm mặt nói. Tụi bay vô đó mà dọn. Sai ai? Phần của tụi tao bên ba tiên măng một, tụi tao dọn hết rồi. Bên đó là phần của tụi bay. Lép xẹo chết miệng, nhổ cái đằng thuốc, hai mắt chuột đỏ kè. Gầm mặt hỏi. Mi là cha tụi hắn à? Là anh em cùng một đội. Đội chi? Đội thiếu niên chiến đấu lao thường phủ. Lượm trả lời liền một cái. Dục thoáng qua óc nó. Và tự nhiên chính nó cũng cảm thấy dưỡng tâm hơn với cái tên đội đặt ra một cách bất ngờ đó. Lượm nói tiếp giọng đàng hoàng, trành trọt. Từ giờ trở đi, tụi bay cần gì cứ nói thẳng với tao. Tụi bay muốn chơi dao, tụi tao chơi dao. Chơi tay không, tụi tao chơi tay không. Muốn hòa thuận thì tụi tao hòa thuận. Dễ quốc đoàn chứ du kích tụi tao. Tụi Tây, mật thám, bảo vệ quân, an ninh. Súng đạn đầy mình, tụi tao còn không ngán. Ngán chi cái đồ ba con dao rét của tụi bay. Đại ca con chơi cái gì nữa, đại ca đập cái cha nó ra, đại ca. Ừ, đập nó luôn, đại ca ơi. Tụi đàn em lép xẹo hùng hổ thét lát, lượm trừng mắt. Tao thách nữa, thằng mô muốn chết thì cứ vô đây. Tụi bay đã thấy tao đập lộn như răng rồi đó, vô. Cả băng lép xẹo gầm gè. Sắp sửa rút dao, các bạn của lượm cũng sẵn sàng ném cát. Mấy năm sau, khi trận lượm đã trở thành một tiểu đội trưởng trinh sát nổi danh gan dạ của trung đoàn, mỗi lần vui chuyện, anh kể cho các bạn trong tiểu đội chuyện những ngày ở trong lao thừa phủ. Đến đoạn này, giọng anh vẫn còn nghẹn lại vì hồi hộp. Anh nói, nếu hôm đó xảy ra đánh nhau giữa hai toán, thì đổ máu là cái chắc, và mình có thể bị đâm chết với mấy con dao rét của tụi ăn cắp móc túi. Còn nít đầu chưa sạch cứt trâu mà tụi nó dữ tợn như beo. Nhưng đúng lúc đó, tiếng anh tù điên bỗng la to ở phía cuối dãy ca sô âm phủ. Ông một điếu, ông điếu, thằng mô yếu, chạy cho mau, thằng mô đau, cứ đứng lại. Cả hai toán con nít đều rùng mình, quay hết nhìn ra phía cổng lao. Lép xẹo nhanh tay khép dồi hai tà áo lại, giấu cái đầu lâu xương chéo xăm trên ngực và con dao dắt trước bụng. Thường lệ cứ dài ba buổi sáng, một điếu lại đi vào lao, rảo một vòng quanh các ba tiên măng, các dãy ca su, xà lim xem xét kiểm tra. Một điếu đã hiện ra ở đầu sân lao, hắn dựng bộ sáu kaki vàng quen thuộc, cầu chai áo lấp lánh các dạch lon quang một, đầu đội mũ ca lô, miệng ngậm cái ống điếu tổ bố bốc khói, tay ngút ngoắt trâu cạc bò như con rắn đen, bên hông đeo xệ khẩu súng lục, cẳng tay cẳng chân hắn dài như tay chân dượng, tu tủa lông lá. Chỉ nhìn thấy bóng dáng tên chú ngục có máu điên này, tù lao thừa phủ, kể cả người gan lì nhất cũng phải nổi da gà.
Điều đáng sợ và nguy hiểm nhất của hắn là hắn đánh tù, bắn tù một cách hết sức bất ngờ. Vẻ mặt hắn cứ lạnh băng như mặt nạ nên không sao biết được mà đề phòng. Một điếu đi vào ba tư măng hai. Mấy phút sau hắn đi ra, đứng trên bậc thềm, một tay chống lên bao súng lục, tay cầm cây roi da, ngoắc ngoắc hai phán tụ con nít đang gầm ghè, sửa soạn đánh nhau. Viên y sĩ, lại đây mau! Một điếu không biết tiếng Việt, hắn chỉ trọ trẻ được vài ba tiếng, nhưng hắn không cần thông ngôn. Đối với tù, những tiếng hắn không biết, hắn thay bằng tro cặp bò, và đôi khi bằng đạn khẩu súng đục đeo xẹo bên hông. Nhìn cây roi một điếu ngốc ngoắc như con rắn đen từ xa, tất cả bọn trẻ đều run rẩy, cứ đứng như chôn chân xuống đất, mặt chúng cắt không còn một giọt máu. Bè con, ví nghề gì, lại đây! Giọng một điếu gằn lại, gắt hơn. Nhìn bản mặt cô hùng của tên chú ngục, nhớ đến trận roi cặt bò hôm đầu tiên dưới hiên mưa, lượm trong bụng cũng run không khác gì các bạn. Nó lại đang ở trong tình thế mắc kẹt với hai đối thủ đều đáng sợ. Một điếu và tụi băng lép xẹo, nếu chần chừ nó phải nhận đòn cả hay. Kinh nghiệm chiến sĩ và bản chất cứng cổ đã dắt dẫn nó hành động đối phó. Phải liều mạng xông thẳng tới, đối mặt với hiểm nguy, rồi tùy cơ tìm cách tự cứu mình. Bây giờ mà bỏ chạy là chết. Lượm nói to với các bạn, cốt để cho cả tụi băng lép xẹo nghe. Hắn đó gọi thì phải đến, không đến hoặc bỏ chạy. Hắn nổi điên thì rồi đời đó nghe. Các cậu cứ theo tớ, có việc gì, tớ chịu trước. Lượm chạy trước, các bạn líu ríu chạy theo sát sau lưng. Bọn lép xẹo thấy vậy hoang mang, cũng hấp tấp chạy theo, cách bọn Lượm một quãng. Lượm đứng lại trước mặt một điếu, ước tính khoảng cách khỏi tầm roi. Nó nói với tên chú ngục bằng tiếng Pháp, cố để giọng khỏi rung. Thưa ông quan hai, chúng tôi có mặt. Ánh mắt vàng như mắt trắng của một điếu thoáng vẻ ngạc nhiên. Mày biết tiếng Pháp hả? Thưa ông quan hai, tôi nói chưa được đúng mẹo lắm. Mày là Viết Minh. Tôi là học sinh trường Lycée. Còn mấy cái thằng kia? Một điếu khoác cây roi chỉ các bạn đứng sát sau lưng Lượm. Thưa ông quan hai, toàn trẻ con nhà nghèo, chúng không được đi học. Chúng phải đi chăn trâu bán báo, đánh giày để tự nuôi sống. À, tại sao chúng bị bắt? Tại vì chúng đi qua các trạm kiểm soát mà không có giấy thông hành. Lượm trả lời bừa. Bọn băng lép xẹo đứng cách đó chừng 10 bước. Chúng kinh ngạc khiếp đảm nhìn Lượm đối đáp với một điếu bằng tiếng Tây lầu lầu. Chết cha rồi. Chúng sợ đến muốn tắt thở nghỉ bụng. Thằng mốt cứt nớ biết tiếng Tây. Chắc hắn đang xui một điếu đập chết tụi mình. Một điếu đưa cây roi qua vai chỉ vào ba tiên măng. Nè, tại sao chúng mày không dọn sạch các cậu tiếu? Hắn vừa hỏi vừa bước xuống các bậc tam cấp. Hả, đồ cái thứ lười biếng. Hắn bất thần quát to và dung cây roi lên. Biết hắn sắp đánh, nhưng Lượm cố sức không rụt cổ né người tránh đòn. Nó liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt tên chú ngục, nói rành rọt. Thưa ông quan hai, chúng tôi không phải là những đứa trẻ lười biếng. Chúng tôi biết rõ bổn phận của chúng tôi. Toàn chúng tôi có nhiệm vụ dọn vệ sinh ở Ba Tiên Măng 1. Chúng tôi làm xong, mời ông sang kiểm tra. Dọn vệ sinh ở Ba Tiên Măng 2 là nhiệm vụ của bọn kia. Lượm chỉ vào cả băng lép xẹo. Thái độ chững chạc và câu trả lời bằng tiếng Pháp đúng mẹo của Lượm làm cho một điếu tự nhiên hạ cây roi xuống. Hắn chỉ roi vào mặt tụi lép xẹo hỏi. Những tên dơ bẩn kia tại sao chúng bị bắt? Bọn chúng là Việt Minh à? Thưa quan hai không phải. Chúng bị bắt về tội trộm cắp. À, bọn trộm cắp? Một điếu chiếu cặp mắt sâu hóm, vàng như mắt trắng vào tụi lép xẹo, ngoắc ngoắc đầu roi gọi. Lại đây, mày lại đây. Và một tay hắn mở bao súng lục, bọn lép xẹo trú lên kiếp đảm, nhiều đứa hòa khóc, chắp hai tay giái lấy giái để một điếu. Lại ông à, con lại ông à. Một số đứa nhấp nhõm định bỏ chạy, lép xẹo cũng định bỏ chạy. Nhìn vẻ sợ hãi cùng cực của bọn trẻ rách rưới khốn khổ, nỗi giận dữ trong lòng Lượm bỗng tiêu tan. Nó cảm thấy thương hại chúng. Nó nói với cả bọn, giọng như ra lệnh. Đừng có chạy, chạy hắn bắn chết cha tụi bay hết. Bước lại gần đây, rồi tao xin cho. Nó quay sang nói với một điếu. Thưa ông quan hai, xin ông tha tội cho chúng lần này. Tôi sẽ bảo với chúng dọn sạch cầu tiêu trong vòng nửa giờ. Có được, nửa giờ sao? Nếu bọn bẩn thỉu này nè, không có dọn sạch,
mà hãy báo cho tao biết. Một điếu nói với Lượm và đút súng vào bao. Hắn ngút ngót cây roi đi sang kiểm tra Ba Tư Măng Một. Lượm bước đến trước mặt Lép Sẹo, nói giọng nghiêm khắc. Tao đã xin hắn cho tụi bay rồi đó. Kéo nhau về mà dọn ngay cầu tiêu đi. Trong nửa tiếng nữa phải dọn cho sạch. Dứt hết dao đi, đồ ngu. Tao mà nói với hắn trong người tụi bay đứa nào dắt dao để rình giết hắn, thì tất cả tụi bay đã ăn đạn suốt lượt. Bị Lượm mắng nhiếc, nhưng cả bọn không đứa nào còn dám hó hé. Chúng cúi mặt xuống đất, riêng Lép Sẹo trân trân nhìn Lượm với ánh mắt căm hờn. Từ ngày vào tù đến nay, chưa một ai, kể cả người lớn dám mắng nhiếc hắn như Lượm, mà mắng nhiếc ngay trước mặt bọn đàn em của hắn. Trừ thì tụi đàn em còn coi đại ca Lép Sẹo này ra cái cức chi nữa. Hắn nghĩ vậy, vừa cay đắng vừa nhục nhã. Nhưng bây giờ hắn lại không dám làm gì Lượm. Hắn nghĩ thằng Mốt Cức nó biết tiếng Tây. Hắn chỉ cần xì lô với một điếu dài tiếng là mình phải ăn đạn rồi. Tổ cha hắn. Lép Sẹo gầm lên trong bụng. Một ý định liều lĩnh thoáng dục qua trong óc hắn. Mình phải đâm chắn một dao vô giữa ngực rồi tự đâm chết mình luôn. Sống mà phải chịu nhục như ri thì sống làm chi? Một điếu ra, một điếu ra. Tiếng một đứa trong bọn hắn run rẩy kêu lên. Lép Sẹo ngoảnh lại thấy tên chú Ngục từ trong cửa Ba Tư Măng Một bước ra và đang nhìn về phía tụi hắn. Lượm nói. Kéo nhau vô mà dọn cứt liền đi, không bị chết cả lũ bây giờ. Để tôi ra tôi lấy cái thúng đựng cứt nhiên. Để tụi tôi dọn cho, đại ca khỏi dọn. Một thằng giọng xung xe, bóng dáng lông lá của tên hung thần chú Ngục với khẩu súng bên hông cây roi cặc bọ ngút ngót trong tay. Lập tức làm cho ý định liều lĩnh trong đầu Lép Sẹo tiêu tan. Tổ cha mày! Lép Sẹo bất thường trút cơn giận dữ lên đầu bọn đàn em. Hắn nghiến răng quạo mặt chửi. Đi vô dọn cứ hết, thằng nào cũng phải dọn, đi! Và chính hắn chạy vô Ba Tư Măng trước, tụi đàn em líu ríu chạy theo. Lép Sẹo đứng sững lại trước dãy cầu tiêu ngập ngụa phân chòi, mà từ trước đến nay hắn chỉ đứng từ xa để sai khiến tụi ngoài kia hốt dọn, như một viên cai tù sai khiến tù. Và bây giờ tự nhiên xuất hiện một thằng chó chết ở đâu, nhỏ con ốm yếu, thua xa hắn, dám đập lại hắn, dám mắng nhiếc hắn đồ ngu, lại bắt buộc hắn tự tay phải hốt cức. Hắn nghĩ vậy, và cái miệng trộm ngoác đầy quyền quy, quen sai khiến của hắn, tự nhiên méo xệch như méo. Một giọt nước mắt đặc quánh như dầu lăn trên gò má lem luốc của hắn. Có thể gọi tên giọt nước mắt trên má, tên anh chị, vị thanh niên này, thù hận. Nhục nhã. Rảnh tay được một chút với tụi băng Lép Sẹo, Lượm nghĩ ngay đến việc tìm xem chỉ huy trưởng mặt trận khu C hiện đang bị giam ở xà lim số mấy để có thể giúp đỡ ông. Mất hai ngày mày mò điều tra, Lượm và các bạn trong đội mới phát hiện ra ông đã bị bọn chúng chuyển lúc ban đêm sang dãy cao su âm phủ giam ở cao su số 6. Mỗi cao su gần sát mắt có một khuôn cửa rộng chừng 6 tấc vuông, cắm chấn song sắt to bằng chét tay. Những người tù bị giam trong cao su cứ chiều chiều lại trèo lên, thảo qua khuôn cửa sổ đó ra ngoài cái ống bơ, có buộc dây như kiểu thả gầu xuống giếng. Họ thả xuống như vậy để cho những người tù bên ngoài đi làm cỏ vê về thương tình, rót cho một ít nước trong, hoặc cho một mẩu bánh, một chút thức ăn. Nhưng 10 ống bơ thòng xuống cũng chỉ dài 3 ống bơ kéo lên có nước, có bánh, hoặc thức ăn. Tất cả tù đều trong tình trạng đói khát ghê gớm, nên bớt ra được chút nước, chút bánh để cho là chuyện hạn hữu. Vì khuôn cửa chịu ngăn quá hẹp, nên người bên trong không thấy được người bên ngoài cho gì vào ống bơ. Thấy ống bơ nặng là họ kéo lên. Lâu nay bọn con nít trong băng Lép Sẹo vẫn bày trò tinh nghịch. Chúng bỏ gạch dở đất cát vào ống bơ để đánh lừa những người trong ca sô. Tệ hơn, chúng còn đánh xoáy nước, bánh trong cái ống mơ trước khi họ kịp kéo lên. Nghe thằng Lanh kể chuyện, Lượm nổi điên. Đứng giữa sân lao, Lượm nói to cho các bạn, cho cả mấy đứa trong băng Lép Sẹo đang đứng gần đó nghe tiếng. Đồ chó! Từ giờ trở đi, hãy các cậu thấy bất kể thằng Mô làm như rứa là xong cho đập chết luôn. Đập chết! Nghe chưa? Tụi băng Lép Sẹo bảo nhau. Mấy người bị giam trong nứa toàn Diệt Minh hạng nặng. Diệt Minh, Vê Cô Đê với Du Kích là họ bên nhau gớm lắm. Tụi mình sớ đớ chọc vô, tụi hắn sẽ sớm lại đánh chết thiệt, chứ không phải tụi hắn nói dọa Mô. Một thằng bướng bỉnh, gân cổ,
tao cứ chơi, coi tụi hắn có làm chi được tao không. Và chiều đó thằng này đã lén bỏ một dốc cát cho ổng bơ, nhưng các bạn của Lượm không nhìn thấy. Thằng này đắc chí trên giáo kể lại với đại ca lép xèo để khoe gan. Hắn tưởng đại ca sẽ cười tán thưởng và khuyến khích hắn cứ làm tới nữa đi. Không ngờ lép xèo quay mặt, giọng luôn vắng một đạp ngã sấp và chửi đồ ngu. Trước thái độ giận dữ bất ngờ của lép xèo, bọn đàn em đều sửng sốt. Chúng nhận ra rằng đại ca của chúng chưa lần nào tham dự vào cái trò tinh nghịch của chúng. Nhưng đại ca nổi khùng nhét chúng là đồ ngu như lần này là lần đầu. Một ý nghĩ ngờ vực thoáng qua óc chúng, hay đại ca cũng bắt đầu sợ thằng mốc cứt đó. Bốn dãy cao su chỉ có 3-4 khung cửa sổ là không có ống bơ thòng xuống. Trong số này, có khung cửa cao su số 6, nơi giam chỉ huy trưởng. Lượm biết rằng chỉ huy trưởng mới vào tù, ông tìm đâu ra được ống bơ giới dây. Và điều quan trọng hơn là nó không bao giờ tưởng tượng nổi, một người như chỉ huy trưởng lại thả ống bơ xin nước, xin bánh như những người bình thường khác. Ông là phải mang súng săn voi của Bảo Đại, đi lừng lững trong chiến hào với đôi ủng lấm bùn và giương súng bắn hạ xe bọc thép của giặc. Đó là hình ảnh độc nhất về chỉ huy trưởng, mãi mãi gắn chặt vào trí tưởng tượng của nó. Nếu biết ông cũng hành động như những người bình thường khác, chắc nó sẽ vô cùng đau khổ. Đó là nỗi đau khổ lớn lao của những tâm hồn ngây thơ cuồng nhiệt khi thấy thần tượng bị sụp đổ. Nhưng với kinh nghiệm tù đầy mới học được, Lượm biết lúc này ông đang phải nằm trần trụi trên nền xi măng lở lấy, hôi hám, đang đói run người và khát cháy cổ. Ôi chao, chỉ huy trưởng làm răng nước nổi giấc cơm tù vừa sống vừa nhão với mấy cục muối mỏ mặn chát. Nó nghĩ vậy mà ứa nước mắt. Nó đào óc nghĩ cách tìm ra nước trong bánh mì để chuyển vào cho ông. Nước trong thì có thể kiếm được, nhưng bánh thì đào đâu ra. Thằng Lanh thông thạo đủ mọi chuyện trong tù, nói với Lượm. Các anh tù đi làm ở sở anh Tăng Văn, họ thường ăn cắp được nhiều bánh mì rất là bự luôn. Họ cắt ra bán cho những người có tiền. Nhưng anh em mình làm gì có tiền? À, tôi có tiền. Tiền bán kẹo dạo nọ vẫn còn y nguyên mà anh Lượm, hả? Thằng Thúi treo lên, nó lộn cổ áo, lôi ra mấy tờ bạc cuộn tròn đưa cho Lượm. Anh Lượm, một lát bánh kha khá và ngon ước độ mấy đồng anh? 2 đồng chứ mấy mày? Lượm đếm tiền đưa cho Lanh 2 đồng, nói. Nè nè Lanh, mày ra gặp cái anh nào thì kêu anh vô anh bán rẻ nha. Rồi đưa trả số tiền còn lại cho Thúi. Nè Thúi, cất đi, lỡ khi có gì cần thì lấy ra. Lượm và các bạn chia nhau đi kiếm dây ống bơ xin nước trong ở các toán tụ đi làm cỏ phê về. Di chuyển nước và bánh vào cao su qua khung cửa tò dò không khó lắm. Bốn đứa đứng chụm lại, tay bá vai nhau kết thành bệ. Công kênh Lượm đứng lên vai. Lượm với 2 tay níu chấn song sắt đu người lên. Răng nó cắn đầu sợi dây điện thoại. Một đầu dây có buộc ống bơ đầy nước và miếng bánh Lanh vừa mua được. Nó áp mặt vào giữa 2 chấn sông nhìn vào bên trong. Bên trong ca sô tối mò, xông lên một mùi hôi ngột ngạt. Lượm nói. Chỉ huy trưởng! Chỉ huy trưởng! Ai gọi vậy? Từ bên dưới giọng lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn yếu ớt. Như nó vẫn nhận ra đúng giọng chỉ huy trưởng. Ôi làm sao nó có thể không nhận ra cái giọng nghiêm trầm đã nói với đội những lời thống thiết về nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ, về chiến đấu cho sự sống còn của tổ quốc, trên sân chùa Từ Đàm mới ngày nào. Lượm gần như chát đầu vào giữa 2 chấn sông sắt, nhưng không sao có thể nhìn thấy chỉ huy trưởng đang nằm hoặc ngồi ở bên dưới. Dạ, em là Lượm, ở đội thiếu niên trinh sát nè. Em chiến đấu ở mặt trận khu C. Em bị bắt sau trận Hộ Thành, ở đây có nhiều bạn cùng tuổi em là liên lạc của du kích, bộ đội địa phương nữa. Chúng em hợp lại thành đội để bên vực giúp đỡ nhau. Các em làm như vậy là tốt lắm. Chúng em kiếm được ít nước trong và bánh gửi vô cho anh nè. Giọng Lượm nghẹn lại, nó khẽ càng thận trọng kéo ống bơ và lát bánh mà Thúi ở bên dưới bưng 2 tay đưa cao quá đầu lên đến sáng khung cửa. Nó đút 2 thứ qua chấn sông, rồi thòng xuống cho đến lúc nghe tiếng đáy lon nước chậm khẽ nền xi măng. Trong lúc đó, lép xèo cho bọn đàn em hắn đứng ở góc sân đằng kia, chăm chăm nhìn lại.
lép xẹo áo phanh ngực, điếu thuốc ngậm lịch bên mép, mắt nheo nheo nhìn Lượm đu người như con dượng chờ chấn sông. Hắn gầm cừ. Tụi ni liều mạng thiệt nha, tụi hắn coi một điếu chứ cách cha lính canh bằng nửa con mắt. Thằng đàn em có che mắt thì thầm với lép xẹo. Để tôi chạy ra mắt với mấy ông lính gác. Các ông vô nên tụi hắn một trận bán súng cho bỏ ghét ha. Tụi hắn đang đôn nhau rước, chạy không có kịp đâu. Thằng này co giò định chạy ra cổng lao. Lép xẹo bất thường túm chặt cổ áo thằng này lôi chợt lại. Hắn nhổ phát cái tàn thuốc đang ngậm, dùng tay tát thằng này một cái, ngã dúi xuống đất, rồi chửi. Đồ ngu! Lượm nghe tiếng quýt chó của Ngạnh làm nhiệm vụ cảnh giới, báo tin tụi lính gác sắp sửa đi vào. Nó hổn hển thở gấp. Chỉ huy trưởng có biết bạn dễ liên lạc hiện nay ở đâu không? Em chạy cùng bị bắt với tôi. Có lẽ chúng đưa em về giam ở lao tòa khâm. Lượm muốn hỏi thêm có phải ông bị bắt, vì có đứa phản bội chỉ điểm không? Nhưng xa xa tiếng huyết gió của Ngạnh càng gian to thúc bách hơn. Nó dội vàng nhảy đúng xuống vai các bạn tụt nhanh xuống đất. Khi mẹ Lai tàn tật, cùng với hai lính tay chùa cui, tay súng đi vào đến sân, thì Lượm cho các bạn đang chơi trò nhảy cừu. Trưa hôm sau, Lượm và các bạn trong đội lại sửa soạn nước và bánh mì để tiếp tế cho chỉ huy trưởng. Nhưng khi nó trèo bám lên khuôn cửa gọi to nhiều lần, nó mới biết xà liêm trống không. Lượm và các bạn không ngờ, lon nước và lát bánh hôm qua là bữa ăn cuối cùng của chỉ huy trưởng mặt trận khu C, Phùng Đông. 12 giờ đêm hôm qua, bọn mật thám Pháp đã bí mật đến xích tay ông cùng với 5 người tù khác bỏ lên xe bịch bùn chở thẳng vào Đà Nẵng. Không chịu hàng khuất phục nổi, chúng đã hèn hạ bắn ông và 5 người tù đó trên bãi biển bán đảo Sơn Trà, rồi ném xác xuống biển. Việc chỉ huy trưởng bị đưa đi mất tích trong đêm và tin dậy to đầu bị bắt cùng với chỉ huy trưởng, có thể hiện nay đang bị giam ở lao tòa khâm, làm Lượm bàng hoàng choáng váng. Hai đêm liền nó nằm mơ thấy ông, nó thấy mình cùng với cả đội đang tập hợp trước sân chùa Từ Đàm. Chỉ huy trưởng xuống ngựa bước nhanh lên các bậc tam quan, với đôi ủng lấm bùn đất chiến hào. Khẩu súng săn voi đeo bên vai, cái mũ cối tiếp phòng quân màu cỏ úa, quai mũ ôm chồng hai bên má và cái cầm trâu mới cạo xanh biếc. Cặp mắt sâu và rất sáng, nghiêm nghị lướt nhìn cả đội, như ông đang cân nhắc ước lượng sức dốc và lòng can đảm của mỗi đội viên để giao nhiệm vụ. Lượm choàng tỉnh dậy, thấy hai má mình ướt đẫm nước mắt. Rất có thể không phải một tháng, hai tháng, mà phải mất nhiều tháng, nhiều năm nữa, chúng ta mới đánh đuổi được hết bọn cướp nước, bán nước, giải phóng được tổ quốc, giải phóng thành phố thân yêu của chúng ta. Nếu thế hệ chúng tôi chưa làm xong được sứ mệnh lớn lao này, thì thế hệ các em phải nối tiếp sắp tới, hoàn thành cho bằng được. Lời khuyên dặn hôm nào của ông trước giờ ra trận, lúc này lại vang vọng trong trí nhớ của Lượm. Với một ý nghĩ mới mẻ khác thường, giúp nó bình tâm trở lại, nâng đỡ nó trong cuộc chiến đấu đơn độc không đồng đội, không người hướng dẫn, chỉ huy. Nó dục giả thôi thúc Lượm, gắng gỏi làm tốt những gì mà chính nó tự đề ra. Việc quan trọng nhất là ngày, nó cùng với các bạn trong đội kiếm nước trong, đổ vào các ông bơ của các anh bị giam trong dãy ca sô âm phủ thòng xuống. Xe nước vừa về là bọn trẻ đó có mặt quanh hố nước để giành múc nước trong. Vì tranh giành quá hỗn loạn, nên dù nước múc được trước cũng đục ngầu, khăm khẩm mùi bùn, mùi rác. Dù chính hàng ngày đều phải uống thứ nước đó, có khi còn đục bẩn hơn, nhưng phải rót cho các anh. Lượm và các bạn đều thấy khổ tâm. Muốn kiếm được nước trong, nhất thiết phải đi làm cỏ vê. Lượm bàn với các bạn chọn ra 4 đứa cùng với Lượm nữa là 5, sức dốc hơn cả, tìm cách chen bừa vào các toán tù đang sắp hàng trên sân lao. Đợi xe các công sở đến chở đi. Nhưng lần nào, Lượm và các bạn cũng bị gạt lại. Các công sở không chịu nhận tù con nít đi làm cỏ vê. Một buổi sáng, tù đi làm cỏ vê đã giảm hết. Trong sân lao chỉ còn lại tù con nít, mấy người già yếu, vài anh tù mới vào hôm qua. Chưa có công sở nào lấy đi làm. Không có việc gì,
tụi con nít người già yếu kéo ra đứng chen chúc sau khung cửa sắt đóng chặt của lớp tường trong, nhìn ra cổng chính. Trên nóc cổng chính có cây cột cờ nắng ngã chết ra đường. Buổi sáng, một tiểu đội lính ngục do viên đội hoặc tinh cai điều khiển, súng chát dai. Hồ ắc y đi qua hai cánh cổng chính mở rộng, tập hợp thành hàng ngang trên đường, làm lễ kéo cờ. Những người tù không được đi làm cỏ về, thường đứng trực ở đây chờ bọn lính mở cổng ra kéo cờ, sẽ nhìn khúc đường phố lác đác có người qua lại, dù chỉ 10 phút. Bọn tù con nít bị giam giữ lâu ngày giữa hai lớp tường cao dòi dọi, nhìn ra đường phố, giữa ánh mắt háo hức thèm khát trông thật tội nghiệp. Sáng nào có một điếu đứng trong sân nhìn ra viên đội. Tình ca điều khiển lính làm lễ chào cờ rất hùng dũng qua về. Tiếng hô Cardebu Poresante nghe thật giống dạc, đứng tận sân lao bên trong cũng nghe tiếng. Nhưng sáng nào vắng mặt một điếu, bọn lính ngục đều làm quấy khoái cho xong chuyện. Chúng kéo ra chỉ 4-5 đứa như đi dạo mát, súng giác ngã nghiêng. Chúng kéo phăng cờ lên không hô hét gì hết, rồi đi sang bên kia lề đường hút thuốc ăn quà. Sáng hôm đó, mẹ Lai Tằng Tực điều khiển việc kéo cờ. Mẹ Lai Tằng Tực giao cho một tên kéo cờ, còn hắn cho những tên kia, xứng lại quanh mấy gánh hàng quà, bánh canh, xôi bắp, bún bò, nói cười toe toét. Lá cờ tam tài vừa kéo lên lưng chừng cột, anh tù điên đứng sát bên lượm, hai tay nắm chấn song sắt cửa lay lay, rồi bất ngờ kêu toáng lên. Ông Một Điếu ơi! Ông Một Điếu! Ông ra mà coi quân lính của ông kéo cờ đại pháp mà như kéo tù vô xà liêu kìa. Không bờ rê đăng tê, không ứ, không có cức gì hết kìa. Tụi lính ngục quảng hồn, đang nhai xôi, phải nhổ xôi, dụi thuốc, dứt tụi bún đang ăn dở, chạy dội sang tường tập hợp và kéo cờ thật nhanh lên ngọn. Mẹ Lai Tằng Tực vừa sợ vừa cấu. Tụ cha thằng điên! Hắn chửi và cúi nhặt nửa viên gạch, thẳng tay nhắm đầu anh điên mà ném. Viên gạch da vào chấn sông kêu con. Do dội bật trở ra, vừa lúc đó một điếu từ trong nhà đi ra hỏi. Có cái chuyện gì? Hả? Anh tù điên ôm đầu méo máu lô loa nói với một điếu bằng thứ tiếng Tây bồi hổ lốn quen thuộc của anh. Mong dịch nằng, lũy, con lũy kéo bờ ri son ni e vô xà lim, nông ghét đờ bu nông bờ đê răng tê nông ứ à. À mò rắp bô mong dịch nằng. À, ha, mỏa cát xê là tết. Lũy lăng xê, mai viên gạch. Anh chỉ viên gạch. Anh ôm đầu nhăn nhó khóc hô hô như bị viên gạch ném trúng đầu. Một điếu nhận ra lượm, liền hỏi. Nè, bé con, đúng như vậy không? Thưa ông quan hai, đúng như vậy. Một điếu quay lại nhìn mẹ Lai đang đứng chết điếng, mặt cắt không còn giọt máu. Đồ con lợn. Một điếu gầm lên. Hắn bước lại giật phát cái lon cai trên ống tay áo mẹ Lai Tàn Tật, dùng roi quất tới tấp lên dài, lên lưng, vừa quất vừa chửi. Đồ súc vật dơ bẩn, đồ súc vật dơ bẩn mà. Mẹ Lai Tàn Tật cứ phải đứng gác đồ bu mà chịu đòn, miệng lắp bắp gian lạy. Mong dịch nằng bạc đòn nghe moa. Nếu lúc đó không có một chiếc xe jeep phanh rít đổ xịt trước cổng lao, thì chắc chân căn ngục này sẽ bị đánh cho đến kỳ ngã gục. Chiếc xe cho một tên lính da đen lái, hai tên Pháp xuống xe bước qua cổng lao. Tên lính đeo tiểu liên mát và viên đội đeo súng lục. Chúng cho một điếu cho đưa giấy tờ gì đó. Lượm tò mò lắng nghe viên đội Tây báo cáo với một điếu. Nó được biết chúng ở một công sở có tên là Poste Militaire, tức bưu điện quân sự, cần xin 3 người làm cỏ vê. Viên quản người Việt, phó đề lao, mở cánh cửa sắt bước vào chọn 3 người tù lớn tuổi. Dẫn ra ngoài giao cho viên đội Tây. Viên đội hỏi. Trong 3 người, có người nào biết tiếng Pháp không? Viên quan hỏi lại, cả 3 lắc đầu. Lượm liền thò cánh tay qua cổng sắt nói to. Thưa ông, đội tôi biết tiếng Pháp nè. Mày nói tiếng Pháp khá không mày? Viên đội bước đến gần lượm hỏi. Tôi nói không được đúng mẹo cho lắm. Viên đội nhún vai. Mày hơn tao, tao không biết một tiếng Việt nào. Cánh cửa sắt mở ra. Viên đội gạt lại 1 trong 3 người và kéo lượm thay vào đó. Y quay lại hỏi viên quản phó đề lao. Ông đồng ý không? Đồng ý. Viên quản cười bắt tay viên đội. Chúng ta đi thôi. Viên đội hất đầu trước điều giới lượm và chỉ ra xe. Sự may mắn quá bất ngờ này làm cho lượm vui mừng đến nghẹn thở.
Nó chưa kịp quay lại, ngoắc ngoắc tay cho các bạn, đứng chen chúc đằng sau cánh cửa sắt, và đi gần như chạy ra chỗ chiếc xe Jeep đang đổ. Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lo sợ có thể chiên đùi tay, thằng Một Điếu và cả tụi lính ngục nữa sẽ đổi ý, giữ nó lại, vì chúng chợt nhớ ra, thằng tụ con nít này đã từng hai lần liều lĩnh vượt ngục. Sở Postal Militaire, gọi tắt là sở post, đóng ở dãy nhà một tầng còn sót lại trong khu vực trung bộ phủ cũ. Hầu hết những ngôi nhà kiên cố trong khu vực đã bị quân ta đánh sập thành những đống gạch vụn trước khi rút khỏi Huế. Đằng sau sở post, cách một khu vườn rộng một lúc cỏ dại, là ngôi nhà hai tầng thênh thang của một công sở khác cũng của bọn nhà binh Pháp, có tên là Cửa hàng nhu yếu phẩm quân đội. Sở này cũng có một toán tù lao thừa phủ hàng ngày đến làm cỏ vê. Toán tù gọi tắt công sở này là sở cốt. Ở sở post chỉ có thư từ giấy má, những gói bưu phẩm lớn nhỏ xếp thành dãy trên các giá gỗ kê dọc sát tường. Trong khi đó, bên sở cốt, các gian buồng chất cao đến trần nhà, những hòm đồ hộp, bánh kẹo, trụ thuốc lá và nhiều hàng quái vật dụng khác trông đến ngốt cả mắt. Xe ô tô lớn nhỏ ra vào rầm rập suốt ngày, mua hàng chở hàng đến nhập kho. Công việc chính của toán tù làm cỏ vê ở sở cốt là xếp hàng hóa lên xe, chuyển hàng hóa trên xe xếp vào các kho. Làm cỏ vê sở cốt hết sức nặng nhọc do thường xảy ra tai nạn, vì các hòm hàng hóa nặng hàng tạ, hàng nửa tạ, chỉ cần sơ ý một chút là hòm rơi, lăn đè nát tay nát chân. Nhưng đó chưa phải là điều khổ sở nhất của anh em tù. Hôm đầu tiên bước vào sở làm, cả toán tù qua mắt vì của ngon vật lạ xếp như núi quanh mình. Anh nào cũng hí hửng, chuyến này chắc dớ bở. Họ hy vọng sẽ lấy cắp được đồ hộp, bánh kẹo. Nhưng chỉ sau một ngày, họ đã biết mình lầm. Bọn tay làm ở sở cốp đều là tụi ác ôn cô hồn, đánh đập tù tàn bạo, không thua gì những tụi chuyên nghề tra tấn ở các sở mật thám an ninh. Hùng dữ nhất là một tên đội tay, anh em tù gọi là đội lùn. Đội lùn người thấp nhưng rất to ngang nên nó gần như vuông, mặt hắn tròn to như cái đĩa tay, bóng loáng. Rồi đi cạo nhẵn thính, cặp mắt của loài thú dữ ăn thịt người. Hắn có sức khỏe khủng khiếp của tên đôi giật hoặc cử tạ hạng nặng. Một lần, hắn bắt gặp một người tù ăn miếng bánh bích quy rơi ra từ cái hòm dở. Hắn lẳng lặng túm hai cổ chân anh ta, nhấc bổng lên như nhấc con gà, giọng đưa anh ta vào cái hòm gỗ, mốn mồm mốn mũi anh ộc ra như suối. Mấy miếng bánh vừa nuốt trào ra miệng cùng với máu. Mỗi buổi chiều trước khi lên ô tô về lao, hắn bắt tù xếp hàng ngang, cởi hết quần áo đi kiểm soát. Chỉ cần tìm thấy một miếng bánh, một cái kẹo, hắn cũng đánh cho máu chảy tràn mặt. Đi làm cả tháng trời mà chưa người tù nào ăn cắp nổi cái kẹo. Chân dẫm xéo lên đồ hộp bánh kẹo, trong lúc thắt ruột thắt gan vì đói. Quả là một cực hình. Đội lùng có con chó bẹt rì to bằng con bê nhỡ, lông xám như lông chó sói, và cũng thấp lùn như hắn. Hắn gọi con chó là Red. Con rết không rời hắn một bước và là một tên tay sai vô cùng đắc lực trong việc hành hạ, đôn đốc, kiểm soát tù nhân. Đứng từ xa, đội lùng nhìn thấy một anh tù nào đó trốn việc, làm việc uể oải, hoặc lấy cắp một thứ gì đó. Hắn chỉ cần chỉ tay huýt lên một tiếng là con rết lao dốc đến, xô ngã anh ta xuống đất và cắn xé tơi tả. Có anh tù khiếp đảm con chó đến phát điên. Sở bốt cũng như sở cốt, quan và lính làm việc đều là bọn Pháp. Không có tên lính ngụy nào, nhưng bọn sở post tuy là lính trắng, nhưng đều có dáng công chức bộ diện tử tế lịch sự. Chúng không chửi mắng, đánh đập tù, ngay cả tên lính gác cũng vậy, mặc dù tên này có bản mặt của tên găng tơ, giải nghệ. Hắn nói với Lượng. Tao không thích đối xử với mày như bọn kia. Làm xong công việc, tụi mày có thể được nghỉ ngơi. Chỉ yêu cầu tụi mày không được tìm cách chạy trốn. Nếu chúng mày mà chạy trốn hả? Tao buộc cái này phải lên tiếng. Đừng có làm cho nó phải nổi giận nghe tụi bay. Hắn dỗ dỗ bằng tay lông lá vào bán khẩu tiểu liên mát, nhúng chai. Lượng phiên dịch lại cho hai người tù lớn tuổi cùng đi làm với nó. Tên đội đến lấy tù đi làm tên là Bui Va, phụ trách dân thư của sở. Hắn giao về hàng ngày cho ba người tù, hai người lớn gánh nước ngoài bến sông Hương, đổ đầy hai cái bể xi măng phía sau khu nhà bếp. Lượm quét tước làm vệ sinh khu nhà ở, nhà làm việc và thông ngôn.
Giám đốc sở tên là Itai, đóng đòn Quang Hai. Quang Hai Itai đã đứng tuổi, người cao gầy, lưng gù gù, đầu hói, đều kính cận. Itai có dáng dấp ông giáo trường làng hơn là sĩ quan quân đội diễn chinh. Y có vợ người Việt, một mụ me tây béo phục phịch. Hai vợ chồng ở một văn phòng lớn cuối dãy nhà làm việc. Hôm đầu tiên đến sở, Quang Itai hỏi lượm. Tại sao bị bắt? Người ta tình nghi tôi là liên lạc của Việt Minh, nhưng mà đâu có phải. Itai nhún vai. Nếu đúng là liên lạc của Việt Minh, cũng không sao. Ở Pháp trong trận đại chiến vừa qua kìa, cũng có nhiều thiếu niên lứa tuổi em là liên lạc của quân du kích. Buổi trưa, y cho ba người tù một ổ bánh mì lớn. Và cũng trong ngày hôm đó, ba người tìm được trong đống rác sau khu nhà bếp, ba cái thùng giỏ đồ hộp đựng nước sông Hương mang về nhà lao. Hai người tụ cũng đi làm cỏ vê với Lượm, một người tên Tụng, một người tên Bệnh. Tụng trạc ngoài 50 tuổi, Bệnh mới sắp xỉ 30. Anh Bệnh là ngư dân, sinh ra và lớn lên trên mặt nước đầm Chuồng, một đầm nước mặn lớn nối liền với phá Tam Giang. Người ta gọi anh là dân Thủy Diện. Anh có gương mặt thật chất phát hiền lành, nửa người trên của anh Bệnh dọm dở không chút cân xứng với nửa người phía dưới, nhìn giống như hai mảnh thân thể của hai người chắc vào nhau. Riêng hai bàn tay anh to lớn một cách kỳ dị, đen đúa, nứt nẻ, sần sùi những lớp chai dày cột, các đầu ngón tay mòn dẹn như bị mài. Nhìn những ngón tay anh, Lượm lấy làm lạ hỏi anh. Anh cho biết mới 7-8 tuổi, ngày nào anh cũng phải ngâm mình dưới nước, dùng 10 ngón tay moi cát, rong thành rãnh dài, để bắt tôm rằng tôm sú. Thoạt nhìn cũng nóng biết anh cả đời chỉ quen sống trên thuyền trên mặt nước. Anh đi trên mặt đất dụng về, lạch bạch như con vịt. Cả con người anh lúc nào cũng bốc lên mùi tanh tanh, mùi tôm cá, mùi lướt ướt, mùi lòng thuyền. Anh có phải là du kích không? Không, tôi chỉ chở thuyền cho các anh bộ đội địa phương qua phá Tam Giang. Trong vùng có đứa chỉ điểm báo cho Tây. Rứa là lính Tây đi cano lùng dây bắt tôi đang làm nghề giữa phá. Tụi hắn quăng lũ đạn vô đò tôi. Rứa là cả đò, cả lưới, cả đồ ghề làm ăn chìm hết. Chứ họ có thả tôi về thì cũng chết đói thôi chú ạ. Còn đồ ghề mô nữa là mà làm ăn. Anh nói mặt buồn thiêu, nước mắt rơm rớm. Nhìn anh Lượm thấy thương cũng muốn khóc theo. Nó nói. Cần khóc chi anh? Tụi hắn mà thả anh về, anh trốn luôn lên núi đi dễ quốc đoàn. Đánh chết cha tụi hắn đi. Chưa chừng anh em mình lại gặp nhau trên đó cũng nên. E rồi á, cũng phải đến nước đó thôi chú em ơi. Anh nói mà mặt vẫn rầu rầu. Lượm nảy ra ý muốn được giúp đỡ bên vực che chở anh, như với tụi thằng thúi, ngạnh lanh. Nó thấy anh ta tuy lớn tuổi tao xác mà còn khờ khạo hơn cả mấy đứa nó. Thân tù đi làm cỏ vê, mà anh siêng năng như làm việc nhà. Đặt đoàn gánh lên vai là anh chúi mặt chúi mũi, gánh hết chuyến nước này tiếp chuyến nước khác. Gánh nào hai thùng nước cũng đầy mập. Gánh suốt buổi sáng, anh không nghỉ lấy một lần. Trong lúc đó, lão Tụng chỉ gánh hai thùng lưng lẻo, và anh gánh được 3 chuyến. Lão Tụng mới gánh được 1 chuyến, nhưng anh không hề chút so bì. Thấy vậy, Lượm nổi cáu. Răng anh dạy rứa, việc chi mà anh phải nay lưng ra làm lấy một mình? Để tôi nói với thằng đội Tây, chia đều công việc, mỗi người gánh một bể. Thôi chú ạ, à, người ta yếu, mình mạnh, đỡ đần nhau mà. Yếu cái gì? Lượm dằn giọng biểu môi. Với lão Tụng không hiểu sao, ngay hôm đầu tiên Lượm đã thấy ghét cay ghét đắng. Tuy ngoài 50 tuổi, lão Tụng còn khá lực lưỡng, nhưng lão cứ giả vờ giả vịt như ốm yếu lắm. Khuôn mặt lão chót, hai tay như tay chuột, dành tay mỏng lét gần sát vào da đầu, cặp mắt hùng hụp hay lắm lét nhìn trộm. Toàn bộ con người lão từ vẻ mặt giọng nói điệu bộ dánh đi, toát ra một vẻ gì vừa ti tiện vừa xảo quyệt. Sau mỗi ngày cũng đi làm với lão, Lượm cảm thấy ghét lão hơn. Hễ cứ nhìn mặt lão là Lượm thấy nỗi khùng, muốn gây lộn, đập lộn. Nhưng nó biết nếu đập lộn, nó sẽ bị lão cho nhừ đòn, vì đằng sau cái vẻ lụ khù của lão là một sức khỏe đáng sợ. Có hôm nó bắt gặp, chỉ với hai tay và đầu gối, lão đã uống một thanh sắt to bằng ngón chân cái. Mỗi lần tụi tay gọi lão đến để sai lão việc gì, lão dạ một tiếng thật to,
ba chân bốn cẳng chạy lại trước tiên, chắp tay cúi đầu, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, miệng chúm chím cười rùi. Chỉ cần chắp thêm vô chỗ xương cục của lão ta một cây đuôi ngút ngoắt là thành con chó chầu trước mặt chủ. Lượm vừa thông ngôn, vừa tức tối nhìn dáng bộ lão và nghĩ vậy. Hãy tụi tay dứt một mẩu bánh, một cái tàn thuốc lá, lão nhào tới dồ chụp, như sợ Lượm danh bệnh tranh mất. Chụp được, lão thu thổi qua, đưa lên miệng. Lượm nổi điên quát. Ông làm cái gì vậy? Có đói chết cũng phải giữ thể diện, không cho tay nó coi khinh mình chứ. Lão dên mặt lên, mắt gườm gườm nhìn Lượm. Người mô lanh tai thì người nói được. Đã mang cái thân thằng tù còn nó phét nó lát, thế như chẳng diện. Lượm dần run người, nó chỉ muốn quật cái dẻ lau nhà đang cầm trong tay cho mặt lão. Phải cố sức, nó mới kìm lại được. Nó nhổ một bãi nước miếng xuống đất, lấy chân chà đi chà lại, rồi quay mặt đi. Trưa hôm đó, Lượm hỏi anh bệnh. Anh có biết thằng cha đó làm chi mà bị bắt không? Nghe mô làm Việt Minh xã. Đợi mô Việt Minh lại có thứ người như hắn. Nhất định tôi phải hỏi cho ra thằng cha nó làm chi. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội của nhà văn Phùng Quán. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết vào 23 giờ ngày 25 tháng 6 trên làn sóng AM 610 kHz và phát lại vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 6 trên làn sóng FM 99,9 MHz. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật viên Minh Quân thân ái chào tạm biệt.